Mối chúa từ lâu đã được biết đến như một loại thần dược giúp nam giới lấy lại phong độ. Đặc biệt là rượu mối chúa có công dụng rất là tốt trong việc giúp bồi bổ cơ thể và tăng cường khả năng sinh lý của nam giới. Sản phẩm rượu mối chúa thì dễ dàng ngâm và dễ dàng sử dụng. Chất rượu thì cực kỳ là thơm ngon. Đây là hộp mối chúa. Một hộp như thế này là gồm 50 con các anh nhé. Nên là các anh hãy nhanh chóng đặt hàng để có thể mang về cho mình một bình rượu mối chúa thơm ngon lại còn tốt cho sức khỏe.